Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ hôm nay, vị trí tâm bão đang ở trên vùng biển phía đông đảo Hải Nam, Trung Quốc, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 480 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Người dân cần lưu ý gió mạnh, sóng lớn trên biển và mưa lớn ở đất liền. Theo đó, hoàn lưu của cơn bão số 2 sẽ gây gió mạnh, sóng lớn ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa và khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ. Ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định đề phòng sóng lớn kết hợp với triều cường gây ngập úng tại vùng trũng thấp trong ngày mai. Đối với đất liền, từ đêm nay ngày mai, khu vực ven biển Quảng Ninh, Ninh Bình nhiều khả năng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to đến ngày 12 tháng 8. Ngoài ra, nhận định mưa trong tháng 8, hầu hết lượng mưa trên cả nước đều cao hơn trung bình nhiều năm, từ 5 đến 15%, riêng Trung và Nam Trung Bộ, từ Quảng Bình trở vào Khánh Hòa, Bình Định, Ninh Thuận. Tổng lượng mưa trong tháng 8 cao hơn trung bình nhiều năm, từ 20 đến 40%. Cần đề phòng lốc sét trong mưa dông, ngập úng đô thị và nhiều hiện tượng nguy hiểm khác. Về nắng nóng, từ ngày 7 tháng 8 đã vào lập thu, nên trong thời gian tới nắng nóng dù vẫn xảy ra ở Bắc Bộ, nhưng cường độ không còn gay gắt.